Xin chào quý cô chú và tất cả các bạn trẻ yêu Lan trên mọi miền tổ quốc. Thì em xin tự giới thiệu, em là Bi Hảo, nhân viên livestream của công ty trách nhiệm hữu hạn Bé Ninh. Thì cái video trước thì lần trước thì em đã hướng dẫn cho mọi người cái cách mà kích cái cây trên thân của dòng phi điệp. Cụ thể là em đã kích cho cái cây của Nam Cánh Trắng Phú Thọ. Thì bây giờ là tròn 15 ngày, đúng không anh Ký ha? 15 ngày rồi. Thì hôm nay em sẽ cũng hồi hộp với chị mình ơi, không biết là cái cây đó là nó đã lên chưa. Thì bây giờ anh chị mình cùng em theo dõi cái video này đến hết cái video, coi thử là cái cây cái Phú Thọ em đã kích cây thì nó lên như thế nào rồi nha. Đi theo em nha mọi người nha. Mọi người ơi, hồi bữa là em kích cây xong là em đã bỏ cái cây Phú Thọ này lên chỗ này. Mà bây giờ thì tại bữa giờ là mấy cái anh làm vườn á đang sửa chữa lại bên này á, đang sửa cái dàn giáo nó, bây giờ là để ở đâu rồi. Bây giờ để em hỏi các anh làm vườn thử là xem anh để ở đâu nha. Anh Giang ơi, hồi bữa cái cây Phú Thọ mà em kích cây á xong rồi anh để ở đâu vậy anh Giang? Cây mà hôm bữa em kích đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này đúng không? Dạ đúng rồi anh, cái này nè, cái này hai thân nè. Wow, mọi người có thấy không nè, trời ơi quá là bất ngờ luôn đúng không nè mọi người ơi. Quá là bất ngờ luôn, em cầm cái cây mà em rất là bất ngờ luôn. Hồi bữa đây nè, anh chị ơi, quay gần gần giùm em xíu. Cây này nè cho em nè, bây giờ hiện tại em đếm cho mọi người xem thử cái cây này bao nhiêu cây nha. 1 cây nè, 2 cây nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Hiện tại là có đang có 5 cây rồi và nhiều cái mắt ngủ nó đang sưng lên nữa. Mọi người thấy không nè. Rất là đẹp luôn. Rồi cây này thì bữa anh chị mình thấy không, em chỉ kích thôi, em chỉ kích là ba lỗ thôi mà hiện tại thì nó lên 5 cái cây rồi với lại nhiều cái mắt ngủ nữa. Thì cái cách này á, anh chị mình cách cái kích này á, thì rất là hiệu quả và rất là nhanh luôn á mọi người đó. Mọi người có thể mà xem cái mà em kích cây, em hướng dẫn cho mọi người làm theo cũng được nè, nó rất là hiệu quả luôn, nó hiệu quả và nó nhanh nữa, nó không có mất nhiều thời gian cô chú anh chị mình nữa nè, đúng không nè. Dạ rồi, thì cái video lần này thì em đã cho anh chị mình xem cái kết quả, cái thành quả mà em đã kích cây trong 15 ngày qua rồi đúng không nè mọi người ơi. Thì cái video lần sau á thì em sẽ chia sẻ cho các cô chú chị mình một cái bí quyết mà để chăm sóc những cái mầm, những cái cây trên thân này nè, với lại cái những cái mầm gốc sao cho nó không ảnh hưởng tới cái thân mẹ nha mọi người nha. Thì mọi người hãy đón theo dõi em về cái video tiếp theo nha mọi người ơi. Thì Bí Hảo thì live vào khung giờ 9 giờ sáng hàng ngày trên kênh Hoa Lan Market. Nếu anh chị mình thấy cái video này em làm hữu ích thì mọi người cho em nhớ subscribe kênh và like kênh cho em nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em từ cái hồi nãy tới giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người về video tiếp theo. Bye bye mọi người nè. Bye bye mọi người.